Dù các mẹ có bận thế nào, cũng nên làm món bánh khoai và tôm này cho bé. Nhiều dinh dưỡng hơn cá và thịt hãy chuẩn bị một củ khoai tây tươi, gọt vỏ và cắt thành lát mỏng. Cà rốt cũng thái lát mỏng, cho các lát khoai tây và cà rốt vào nồi hấp, hấp trong khoảng 20 phút. Tôm tươi bỏ đầu và đuôi. Bóc vỏ tôm, loại bỏ ruột tôm, thịt tôm băm nhuyễn. Thêm vài lát chanh, khoai tây và cà rốt ép nhuyễn mịn. Thêm hạt ngô đã bóc vỏ và hấp chín. Thêm một thìa bột bắp và mắm ngon để tạo độ tươi. Khuấy đều. Lấy một miếng bột và nặn thành một chiếc bánh tròn. Phết một ít dầu chiên nóng cho bé vào chảo chống dính. Cho bánh vào nồi. Chiên cho đến khi cả hai mặt đều vàng và sẵn sàng phục vụ. Đây là ngô bóc vỏ mà bé ăn. Thành phần duy nhất là hạt ngô, không chất bảo quản. Vì vậy các mẹ hãy lưu ý khi chọn mua ngô nhé. Chúc các mẹ thành công. Món bánh hấp không thể thiếu trong thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em. Khoai mỡ và cam làm được điều này. Mềm mại và ngọt dịu, món ăn yêu thích của bé. Thêm 2 thìa muối vào của cam, chà dừa nó một lần nữa. Sau đó làm sạch nó. Cam cắt làm đôi, cắt thành lát dày. Loại bỏ hạt và vỏ khỏi 2 miếng. Gọt vỏ khoai lang hoặc khoai mỡ và cắt thành từng lát mỏng. Cho cam và khoai mỡ vào máy xay thực phẩm, vắt thêm chút nước cam, 2 thìa bột mì. Tỷ lệ thành phần được đánh dấu trên chai, đánh thành hỗn hợp sệt. Phết một ít dầu chiên nóng vào khuôn bánh hấp. Đặt một lát cam lót xuống bên dưới. Lắc nó và đậy nó bằng một cái đĩa. Ngăn chặn hơi nước xâm nhập. Đun sôi nước và hấp trong 10 phút. Chỉ cần đun nhỏ lửa thêm 5 phút nữa. Và đây là thành quả.